vô cực chảo các bạn nhỉ. Toàn đồ hàng khủng luôn. 14 lò xo anh ơi. Bộ test vô cực chảo với anh em hội Thanh Nhàn nhá. Dương Đức làm này cho ai móc. Chịu. Dương Đức ơi, anh xem review của các anh em vào tay này. Móc làm sao được? Làm này ai móc. Vô cực chảo. Thành Ba Lan. Ngày có lên. Đây dưới đất, cái này phải để đất, không thể móc được. Ui. Vào một lửa. Vào một lửa. Không khép được chạm nhau. Cầm không anh bóp cho nó có phải nhúc nhích. Cầm không không đẩy không khí xuống đất ấy. Ấy, vào một tí đấy.